Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Lâu lắm rồi, mấy năm rồi. Tôi mới có cơ hội để cùng học lời Chúa với Quý Tòa Tế của Chúa trong chương trình Thiên Cầu Nguyện của Hội Thánh. Cảm ơn Chúa, chúng ta biết rằng là chúng ta khiêng cầu nguyện, mục đích là chúng ta tìm kiếm Chúa, đúng không ạ? Và khi chúng ta thấy cái đề tài của tôi đưa lên ngày hôm nay đó là tìm kiếm đúng hướng, thì khi nói về cái chữ tìm kiếm đó, nó ở trong một cái phạm vi rộng lắm. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng là những chuỗi ngày để chúng ta tìm kiếm, đúng không ạ? Rồi trong đức tin của chúng ta cũng là một sự tìm kiếm. Tôi lấy một số cái hình ảnh để chúng ta thấy một tại sao tôi nói là đời sống chúng ta là một chuỗi ngày của sự tìm kiếm. Khi các bạn còn trẻ, các bạn có tìm kiếm cái gì không? Có tìm kiếm gì không à, mấy bạn trẻ? Tìm kiếm tình yêu, phải không ạ? Tìm kiếm việc làm, tìm kiếm vị trí, tìm kiếm chỗ đứng của mình ở trong xã hội. Rồi khi tìm kiếm được mọi thứ đó rồi, tìm kiếm được tình yêu rồi, bắt đầu đi đến hôn nhân, rồi tìm kiếm cái gì ạ? Tìm kiếm con cái, đúng không ạ? Khi có được con cái rồi, bắt đầu tìm kiếm cái gì nữa? Tìm kiếm trường học cho con. Rồi tiếp tục cái cuộc đời của chúng ta là dường như là một chuỗi ngày của sự tìm kiếm. Nhưng mà có một điều đó là chúng ta thấy như thế này nè. Ai sinh ra ở trên đất này cũng ở trong cái sự tìm kiếm cả. Nhưng có những người thì họ tìm gặp được cái điều họ tìm kiếm. Có những người thì họ gặp được cái điều mà họ tìm kiếm, nhưng cũng có những người họ không gặp được cái điều họ tìm kiếm. Có những người thì dường như là họ gặp được cái điều họ tìm kiếm, nhưng lẫn ở bên trong những cái điều mà họ nghĩ rằng họ gặp được đó, nó lại trộn lẫn những sự cay đắng. Và ngày hôm nay tôi dùng lời Chúa ở trong sách Xuất Ê-dô-tô ký đoạn thứ 15, từ câu 22 cho đến hết đoạn 15, để làm nền tảng cho cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời quý tôi tới của Chúa, chúng ta cùng nhau chúng ta mở ra Xuất Ê-dô-tô ký đoạn 15, từ câu 22 cho đến hết đoạn. Chúng ta có thể nhìn lên bảng, hoặc là chúng ta có thể mở Kinh Thánh và xin theo dõi. Tôi sẽ đọc phần Kinh Thánh này. Đoạn Môi-se đem dân Israel đi khỏi biển đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ, chọn 3 ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Kế đến đất Mara, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ này gọi là Mara. Dân sự bèn oán trách Môi-se rằng, chúng tôi lấy chi uống? Môi-se kêu vang Đức Giê-hô-va, Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liền xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Đoạn dân sự đến đất Ê-lim, nơi đó có 12 suối nước và 70 cây trà là. Dân sự đóng trại tại đó gần bên suối nước. Đây là cái câu chuyện về cái sự tìm kiếm của dân Israel. Và chúng ta biết rằng cái bối cảnh của câu chuyện này, đó là sau khi Đức Chúa Trời, Ngài đã dùng cánh tay lớn và quyền năng của Ngài để Ngài giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ ở trong xứ Ai Cập, mà họ đã ở nơi đó 430 năm. Rồi Ngài đã dùng cánh tay của Ngài để rẽ biển đỏ ra, để đem họ ra khỏi cái sự bao vây của hoàn cảnh, cũng như sự bao vây của kẻ thù nghịch, để đem họ đến cái sự tự do. Rồi sau khi một cái bài hát, một cái bài ngợi khen về những quyền năng và phép lạ của Ngài, thì bắt đầu dân sự của Chúa đối diện với một cái nan đề. Gọi là nan đề thì không đúng, nhưng mà đối diện với cái nhu cầu. Nhu cầu của họ là gì?
Nhu cầu của họ lúc này là nước. Nhưng mà nếu chúng ta có thể suy rộng ra thì chúng ta có thể gọi cái nhu cầu này là nhu cầu sự sống. Tại vì sao? Bởi vì ở sa mạc, cái gì là cái điều quan trọng nhất giữa thức ăn và nước? Nước là cái điều quan trọng nhất. Có thể một con người có thể nhịn ăn được nhiều ngày, nhưng ở trong một cái hoàn cảnh hoàn toàn là khô khan và nóng nực thì thiếu nước là cái điều không thể được. Cho nên nước đây là cái nhu cầu sự sống, hay là cái nhu cầu cấp thiết mà dân sự của Chúa lúc này cần. Và họ bắt đầu họ đi tìm nước. Nhưng mà họ đi tìm 3 ngày không được. 3 ngày họ đi tìm nhưng không gặp được nước. Đến ngày thứ 3 thì họ gặp được. Nhưng mà nước đó là nước gì? Nước đắng. Nước đắng. Vậy thì bây giờ trước khi chúng ta nói về cái việc như cái đề tài ta nói là tìm kiếm đúng hướng, thì bây giờ chúng ta nói về những cái việc tìm kiếm nhu cầu sự sống đi. Vậy thì theo như ví tôi tới của Chúa, như quý hội thánh, theo như chúng ta thì cái việc dân Israel tìm kiếm nhu cầu sự sống cho mình có gì sai không? Không, không có gì sai cả. Rồi cái việc mà chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sống ở trên đất này, chúng ta bước đi trên đất này, chúng ta tìm kiếm những nhu cầu cho đời sống của mình, có gì sai không? Cũng không sai luôn. Đúng không ạ? Bây giờ thêm một chút xíu nữa. Ngày hôm nay nếu như chúng ta tìm kiếm sự giàu có gì sai không? Có gì sai không? Chắc chưa? Có sai không? Có sai không? Không sai. Tại sao tôi nói không sai? Bởi vì ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta giàu có mà. Chúa Giêsu Kinh Thánh nói gì? Chúa Giêsu là đấng vốn giàu. Ngài trở nên nghèo vì chúng ta, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà chúng ta làm gì? Chúng ta trở nên giàu. Vậy chúng ta tìm cái sự giàu có sai không? Không sai. Đúng không ạ? Rồi, chúng ta tìm kiếm quyền năng có sai không? Cũng không sai luôn. Và Kinh Thánh Chúa nói như thế này: nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn. Chúng ta chú ý chỗ này nè. Mọi điều mình muốn. Nhưng mà cái câu này nó lại bị đụng với câu kia. Đó là các ngươi cầu xin mà không nhận lãnh được là bởi vì cầu xin trái lẽ để dùng cho tư dục của mình. Và có hai quan điểm đối nghịch nhau chỗ này. Một chỗ thì cầu xin mọi điều mình muốn đều được, nhưng một chỗ cầu xin cái gì không được. Vậy là cầu xin trái lẽ. Và thế là nhiều người, tôi nói chữ nhiều người nhưng mà thật ra dùng chữ đa số thì đúng hơn. Chúng ta là những người đi theo Chúa, chúng ta không dám xin, không dám cầu nguyện. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sợ xin trái lẽ. Nhiều khi chúng ta không dám xin sự giàu có. Bởi vì sao? Sợ xin trái lẽ. Nhiều khi chúng ta không dám xin sự xuất giàu của Chúa nhiều hơn. Bởi vì sao? Sợ xin trái lẽ. Nhiều khi chúng ta cứ cầu nguyện theo cái kiểu nghe đó, giống như là rất là khiêm nhường. Như thế nào? Có nhiều người cầu nguyện thế này nè: Chúa ơi, Chúa cho con là con chó giữ cửa trong nhà, ở thiên đàng cũng được rồi. Có nhiều người cầu nguyện như vậy đó, nghe dường như là khiêm nhường nhưng không hiểu gì về Chúa cả. Chúa không đổ huyết ra để cứu con chó giữ cửa. Chúa cần con chó giữ cửa chứ cần phán là nó có, đúng không ạ? Nhưng Chúa đổ huyết ra để Chúa chuộc chúng ta để làm gì? Nhưng mà khi chúng ta nghe lời cầu nguyện đó, chúng ta cảm giác là ô, cái người này khiêm nhường quá, nhưng không hiểu về Chúa. Không hiểu về Chúa.
Ở trong câu chuyện người con trai quan đàn đó, chúng ta thấy hai đứa con. Nhiều khi chúng ta cứ trách cái đứa em là tại sao nó là cái kẻ phá của mà Đức Chúa Trời lại, mà cha nó lại yêu nó. Còn tại sao cái người anh mọi thứ làm đều nghĩ, hay là mọi thứ đều làm đều vì cha cả, nhưng mà dường như cha không đối xử công bằng với đứa anh, với người con, người anh cả. Tại sao như vậy? Là bởi vì trong cái cách nói chuyện đó, trong cái cách mà đối đáp của cái người anh đó, người anh không hiểu một chút gì về Chúa cả, không hiểu một chút gì về cha của mình. Còn đứa em nó hiểu, đứa em nó hiểu cha nó là người cha yêu thương. Còn người anh nghĩ rằng cha mình là một người khó tánh. Cho nên đứa em nó hiểu cha nó yêu thương, cho nên nó mới dám mạnh dạn để nó đến và nó xin cha, thậm chí nó xin bao nhiêu? Nửa gia tài. Cha cho không? Cho. Và cái hình ảnh của người cha đó, đó chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời đó. Hiểu được Chúa như thế nào, xin mọi điều mình muốn sẽ được. Còn cái người anh tại sao không xin được? Thật ra thì không phải là không xin được, mà là không dám xin. Phải không ạ? Người anh nói thế nào? Tôi làm lụng vất vả, mà đây nhiều lúc muốn xin cha một cái con bê con để ăn uống với bạn bè, mà cũng không dám. Vậy thì cái sự khác biệt giữa người anh và người em ở trong câu chuyện người con trai quan đàn này là gì? Một người hiểu cha, một người không hiểu cha. Vậy cái quan trọng của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta cần phải hiểu cha của chúng ta là đấng như thế nào. Nếu chúng ta không hiểu cha chúng ta là đấng như thế nào, chúng ta cũng sẽ giống như cái người anh ở trong câu chuyện người con trai quan đàn. Chúng ta không dám xin. Trong khi người cha nói thế nào? Cha ơi, ơi con ơi, cái gì của cha là của con. Nhưng người anh thì sao? Cứ làm, không dám than, cực nhọc cũng không dám than. Những cái điều ước ao nhỏ nhoi thôi, một con bê so với tất cả những cái tài sản mà người anh này có từ nơi cha của mình, thì con bê này nó lớn hay nó nhỏ? Nó quá nhỏ. Nhưng mà như thế nào? Không dám xin luôn. Không dám xin luôn. Và tôi nói như thế này, đa số cơ đốc nhân ngày hôm nay chúng ta có cùng một cái quan điểm giống như người anh ở trong câu chuyện người con trai quan đàn. Không dám cầu xin. Lý do tại sao không dám cầu xin? Không hiểu cha. Đôi khi chúng ta hiểu nhầm cha bởi vì chúng ta nghe người khác nói về cha của mình, chứ không phải chúng ta thật sự hiểu cha của mình. Lâu nay anh chị em không dám đến gần Chúa, không dám cầu nguyện với Chúa. Lý do là tại sao? Thứ nhất là anh chị em từng nghe những người khác giảng về Chúa mà không đúng như Chúa. Nhiều người ngày hôm nay khi mà nghe giảng về sự chúc phước, sự thịnh vượng, lên án liền. Tin lành thịnh vượng á, lên án liền. Rồi khi chia sẻ về quyền năng của Chúa thì lại tiếp tục lại lên án. Nói chung là cái gì họ cũng lên án cả. Họ dạy về một cái tin lành phải là một tin lành khắc khổ, thì đối với họ đó mới thật sự là tin lành. Nhưng Kinh Thánh không giới thiệu với chúng ta một tin lành khắc khổ, mà Kinh Thánh giới thiệu với chúng ta những người đi theo Chúa như thế này nè. Những kẻ tin cậy Đức Giê-hô-va không bao giờ bị hổ thẹn. Và chúng ta xem Kinh Thánh nói về những người đi theo Chúa họ như thế nào. Chúng ta có biết ông Gióp không? Ông Gióp
ông là người như thế nào? Ông là người công bình. Và trong sách Gióp đoạn 1 diễn tả một câu rất là ngắn: Gióp lớn hơn hết thảy dân Đông Phương. Cái câu này chúng ta có hiểu, cho chúng ta hiểu là Gióp đang là người như thế nào không ạ? Câu này nói ngắn gọn là thế này nè: Gióp giàu nhất thế giới. Tại sao cái câu đó, cái câu diễn tả là Gióp lớn hơn hết thảy dân Đông Phương, mà tôi quyết định và tôi kết luận rằng Gióp giàu nhất thế giới, là bởi vì trong thế giới thời điểm này, châu Âu, châu Phi và châu Á, thời điểm này chỉ mới có 3 châu lục dân cư sống ở tại nơi đây. Châu Âu còn lạc hậu, châu Phi bị rủa xả bởi vì dòng dõi của cha, và châu Á là giàu nhất, phát triển nhất. Và châu Á đã có trong thời điểm đó, chứ thấy rằng những cái câu chuyện về nghìn lẻ một đêm ở cái vùng Babylon phát triển, rồi cái con đường tơ lụa từ Trung Quốc đi qua vùng Trung Đông để kinh doanh buôn bán, và rất là nhiều những cái huyền thoại ở trong quá khứ về một châu Á phát triển, và những cái di tích để lại chúng ta cũng thấy đó là một châu Á phát triển. Vậy thì châu Á là giàu nhất so với ở trong ba châu lục, mà Gióp lại giàu nhất châu Á. Vậy có phải Gióp giàu nhất thế giới không? Gióp là người kính sợ Chúa, và Đức Chúa Trời đã ban phước cho Gióp. Trong cái lời đối đáp giữa Sa-tăng với Đức Chúa Trời, thì Sa-tăng đã nói rằng Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước cho Gióp. Gióp là người kính sợ Chúa, và Đức Chúa Trời đã ban phước cho Gióp đến nỗi như vậy. Rồi, chúng ta biết vua David không? Vua David xuất hiện trong Kinh Thánh, lúc đó ông có cái gì trong tay không? Ông có gì không ạ? Chúng ta suy xét kỹ, ông có cái gì không? Hai cái của ông có là cây gậy và cái chầu ném đá. Ông có tài sản gì không? Tài sản ông có được một con chiên không? Không luôn. Ông chỉ là người chăn mấy con chiên. Mấy ông anh nói đó, mày bỏ mấy con chiên ở lại để đi vào trong đây để mày xem chiến tranh. Vậy là có mấy con chiên thôi, mà mấy con chiên đó của cha ông, không phải là của ông. Và chúng ta lướt nhanh qua cuộc đời của vua David. Đến khi David qua đời, ông đã để lại bao nhiêu tài sản cho vua Salomon để vua Salomon xây dựng đền thờ. Câu chuyện này chúng ta hiểu, chúng ta biết, cho nên chúng ta chỉ nói là rất nhiều. Từ một cái người xuất thân có cái gì không? Tới khi qua đời, ông để lại cái gì? Tài sản rất nhiều. Bước qua David tới vua Salomon, Kinh Thánh diễn tả thế này này: trong đời vua Salomon, đồng kể như là sắt, tức là cái giá trị của nó nhiều đến nỗi như vậy, còn gỗ lim kể như là cây sung. Nữ hoàng nước Sheba, tức là nữ hoàng Ethiopia, đến viếng thăm vua Salomon, và khi trở về, ngoài những cái lễ vật, vua Salomon còn tặng cho bà 120 ta lân vàng. Chúng ta biết 120 ta lân vàng giá trị bao nhiêu không? Một ta lân bằng 32 ký. Đây là quy đổi đó nha. Một ta lân bằng 32 ký. Vàng đó, 1 ký là 26,6 lượng. Bây giờ vàng nhiêu lượng? Cho 50 triệu lượng đi.
À, thì bây giờ nếu chúng ta tính ra cái giá trị vàng thôi mà vua Sa-môn tặng cho nữ hoàng nước Sê-ba là bây giờ giá trị của một lượng là 50 triệu. Tính ra giá trị của một ký là lấy 50 triệu nhân cho 26,6 là ra một ký. Rồi từ 26,6 này là một ký đó, chúng ta nhân cho 32, nó sẽ ra giá trị của một ta lân. Rồi lấy cái giá trị của một ta lân này chúng ta nhân cho 120, nó sẽ ra giá trị của số tiền 120 ta lân mà vua Sa-môn tặng cho nữ hoàng nước Sê-ba. Và nếu chúng ta tìm kiếm, có nhiều người nói Chúa Giê-xu, nhưng mà Chúa Giê-xu nói con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Cho nên Chúa Giê-xu đi học với Chúa lúc mà Ngài trên đất này, Ngài nghèo lắm. Tôi nói với anh chị em, thế giới thời điểm đó chỉ một mình Chúa Giê-xu mặc đồ hiệu thôi. Cái áo của Ngài là cái áo duy nhất trên thế giới, không có ai có cái áo giống như vậy. Bởi vì cái áo này không có đường may. Dù vua chúa thời điểm đó cũng không có được cái áo giống như thế này, đúng không ạ? Rồi tôi nói với quý vị đây nè, Chúa Giê-xu Ngài chạy xe mới. có người nói thời Chúa Giê-xu làm gì có xe. Con lừa Chúa Giê-xu cởi, có ai cởi chưa? Chưa từng có ai cởi. Phải xe mới không? Nó là phương tiện đi thời điểm đó. Bây giờ phương tiện đi thời điểm chúng ta ngày hôm nay là xe, thì phương tiện thời điểm đó là cái con lừa. Đoàn truyền giáo của Chúa Giê-xu có nhiều tiền không? Có người nói không có tiền cho nên khi cần đóng thế mới kêu Phi-a-rơ đi câu cá. Nhưng mà chúng ta nhớ thế này nè, Judas Iscariot là người giữ túi bạc. Ở trong đây ai là người kinh nghiệm làm thủ quỹ? Có cô một sư liên làm thủ quỹ. Nếu như ở trong số cái tiền mà mình giữ đó, nó có khoảng vài chục triệu, vài trăm triệu, dám thục két không? Hả? Dám không ạ? À? Có dám lấy bớt trong đó không? Có dám không? Vậy thì Judas Iscariot, Kinh Thánh nói là ông thường hay lấy bớt ở trong túi bạc, ăn cắp ở trong túi bạc. Vậy thì chúng ta suy luận thế này, nếu cái túi đó hay là nếu cái tài khoản để của đoàn truyền giáo của Chúa Giê-xu đó ít thì chắc ông không dám làm. Một cái minh chứng nữa để cho thấy cái đoàn truyền giáo của Chúa Giê-xu có một số tiền lớn như thế này này. Khi đoàn dân đông, Ngài đã đi theo Ngài 3 ngày và Ngài nói rằng ta thương xót đoàn dân này bởi vì đã 3 ngày nay theo ta không có gì ăn. Philip nói 200 denarii bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Cái câu nói này chúng ta phải suy luận xem, nếu ở trong cái tài khoản của đoàn truyền giáo mà không có đủ con số đó, liệu Philip có dám nói câu đó không? Nhưng chúng ta phải suy luận, có thể lắm cái tài khoản truyền giáo này nó hơn con số 200 denarii. Mà bây giờ tính thử 200 denarii nó có nghĩa là bao nhiêu? 200 ngày công của một người công nhân làm việc. Nhưng mà nếu chúng ta tính giá trị ngày công của người công nhân ở Việt Nam á, thì nó không có nhiều. Nhưng mà cái câu chuyện này đang ở vùng Trung Đông, mà nó đang diễn ra ở trong một đế quốc chứ không phải là một đất nước nghèo. Bởi vì nó đang ở diễn ra trong đế quốc La Mã, nó không phải là một đất nước nghèo, vậy là đang ở trong một đất nước giàu. Vậy thì giá trị của một ngày công làm việc của một người công nhân, chúng ta có thể, nếu chúng ta có thể tính, thì chúng ta có thể tính một cách tương đương, đó là cái giá trị ngày công của người làm việc ở một đất nước phát triển ngày hôm nay. Ví dụ như Mỹ, ví dụ như Hàn Quốc, ví dụ như Nhật Bản, đúng không ạ? Vậy thì ví dụ như một ngày công của một người công nhân làm việc khoảng 150 đô la một ngày của một người công nhân, 15 đồng một tiếng, ngày làm 10 tiếng, ví dụ vậy. Nhưng mà trong cái câu chuyện về những người làm công trong vườn nho đó thì làm tới 12 tiếng lận. Từ giờ thứ nhất tức là 6 giờ sáng tới giờ thứ 11 vẫn còn tuyển, và đến giờ thứ 12 mới kết thúc, tức là từ giờ thứ nhất cho đến giờ thứ 12
12 giờ. Bao nhiêu? Một Daniel. Đấy không ạ? Vậy thì mỗi một ngày tính ngắn gọn thôi, tính vừa phải thôi, 150 đô. Thì 200 ngày là bao nhiêu? 30.000 đô. Nhân cho 24.000. Gần tỷ ha. Đó, cái tài khoản truyền giáo đó của đoàn đọc Chúa Giêsu đó. Vậy thì có nghèo không? Không có nghèo ha. Tại sao tôi đưa ra những cái dữ liệu này? Bởi vì để cho chúng ta phải lột bỏ khỏi cái tâm trí của chúng ta, những người đi thờ phượng Chúa, những người hầu về Chúa phải nghèo thì mới xứng đáng là người hầu về Chúa. Tư tưởng này nó vẫn cứ tồn tại rất là lâu ở trong dòng con cái của Chúa. Chúng ta thấy như thế này. Chúa Giêsu nói: hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được. Mà những điều đó là gì? Đó là đối với dân Israel ở đây là nhu cầu sự sống. Nhu cầu sự sống. Vậy thì cầu xin như thế nào là cầu xin trái lẽ? Ở đây chúng ta là những người hầu việc Chúa phải không ạ? Chúng ta có thể nói ý kiến của mình. Theo quý vị, cầu xin như thế nào là cầu xin trái lẽ? Là sao? Điển hình đi. Cầu xin trái lẽ. Các ngươi không cầu xin mà không nhận lãnh được, bởi vì cầu xin trái lẽ để dùng cho tư dục của mình. Nhưng mà bây giờ một ví dụ điển hình như thế nào là cầu xin trái lẽ để dùng cho tư dục của mình? Nó mơ hồ quá phải không ạ? Cô Xuân nói cậu xin trúng số. Ở đây tôi sẽ nói cho quý vị trái lẽ là thế này nè. Tức là trái nguyên tắc. Cái lẽ này tức là nguyên tắc. Vậy thì như thế nào là cậu xin trái nguyên tắc? Đó, ví dụ nha. Có người vừa qua có người nói với tôi thế này: tôi ước ao Chúa ban cho tôi đầy quyền năng. Tôi hỏi: để làm gì? Cái người đó suy nghĩ một lúc. Ủa mình đâu có đi hầu việc Chúa đâu, mình xin quyền năng làm gì? Vậy thì bây giờ chúng ta nói vấn đề này. Vậy thì quyền năng có phải là cái món quà mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho hội thánh của Ngài không? Phải. Ngài sẵn sàng, Ngài cho không? Cho. Nhưng nếu không làm gì cả mà xin thì sao? Xin để làm gì? Để biểu diễn hả? Quyền năng của Chúa không dùng để biểu diễn. Rồi. Thì bây giờ nói vấn đề quyền năng nó hơi mơ hồ, bây giờ nói tiền đi. Nói về tiền đi ha. Bởi vì Chúa Giêsu cũng hay dùng ví dụ về tiền lắm. Bây giờ chúng ta cầu xin sự giàu có, chúng ta cầu xin sự giúp đỡ, chúng ta cầu xin sự tiếp trợ, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có những cái giống như là những mạnh thường quân hay là những ai đó sẵn sàng giúp đỡ chúng ta khi ta gặp khó khăn. Vì vậy cái điều cầu xin này có trái lẽ không? Có sai gì không? Không sai. Nhưng tại sao có những người có nhu cầu cầu nguyện mà không nhận lãnh được? Bởi vì không đúng nguyên tắc. Mà nguyên tắc của Chúa như thế này nè: các ngươi muốn người ta làm điều gì cho mình thì hãy làm điều đó cho họ. Đây là nguyên tắc. Khi người khác cần, họ đóng lòng lại, thì đương nhiên tới khi họ cần, họ cũng bị đóng lòng lại. Nhu cầu cần của họ có đúng không? Đúng. Nhưng tại sao họ không nhận lãnh được?
Bởi vì không đúng nguyên tắc. Trái lẽ ở đây là như vậy. Rất là nhiều người trong chúng ta cứ chỉ muốn một điều thôi, đó là muốn ai đó phải làm cái gì cho mình. Còn cái việc tôi làm điều gì đó cho ai, nó không phải là lý thuyết sống của tôi. Chúng ta nhìn vào trong nhiều đời sống, chúng ta thấy đời sống của họ phong phú, chúng ta thấy đời sống của họ đầy sự thịnh vượng của Chúa. Nhưng mà chúng ta nhìn vào trong đời sống của chúng ta, đời sống của chúng ta sao mà khô khan quá. Và chúng ta nói Chúa ơi tại sao như vậy. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện không được, chúng ta kiêng ăn không được, chúng ta khóc lóc, chúng ta nhờ người này người kia cầu nguyện, nhưng cũng không được. Và thật ra thì cái giáo lý mà nhiều người dạy đó, theo Chúa phải nghèo mới xứng đáng, là bởi vì họ xin không được, cho nên họ phải giải thích như vậy. Vậy thì tại sao họ xin không được? Chúng ta nhớ, nếu chúng ta xem ở trong cái bản đồ của Sứ Thánh, thì chúng ta sẽ thấy trong Sứ Thánh có tồn tại hai cái biển. Một là biển hồ Galilee, và một là biển chết. Hai cái biển này nó không phải là hai cái biển độc lập đâu, mà hai cái biển này nó nối liền với nhau bởi dòng sông Giô-đanh, tức là nó thông với nhau. Nhưng mà số phận của hai cái biển này nghịch nhau hoàn toàn. Một nơi trong nó sản sinh đầy dẫy sự sống, và nó cũng cung cấp đầy dẫy sự sống cho những người đến nhờ cậy nơi nó. Còn một nơi không có sự sống nào phát triển được ở trong nó cả. Nó nối liền với nhau bởi dòng sông, nó thông với nhau, nhưng tại sao lại có sự khác biệt này? Hai cái biển này là hình bóng của hai dạng tín đồ, trong hai dạng con cái Chúa, hai dạng tín đồ ở trong hội thánh ngày hôm nay. Một tín đồ là tín đồ tôi gọi đó là tín đồ Galilee. Một tín đồ tôi gọi là tín đồ biển chết. Vậy thì cái sự khác biệt giữa hai cái biển này là gì? Biển hồ Galilee, nó nhận nước từ những cái dòng suối xung quanh nó đổ vào trong nó. Nó cũng nhận nước mưa từ trên trời đổ xuống, và nó cho nước đó ra qua cái dòng sông Giô-đanh. Và nó nhận rồi nó cho, nó nhận rồi nó cho, và chính vì điều đó mà trong nó sản sinh sự sống. Còn biển hồ Galilee, còn biển chết thì sao? Biển chết nó nhận nước từ dòng sông Giô-đanh, nó nhận nước từ những cái dòng suối khác chảy vào, nhưng nó không cho ai cả. Nó không chảy ra đâu cả, nó chỉ nhận vào thôi. Và theo những nhà khí tượng người ta nghiên cứu thì người ta phát hiện ra rằng cái vùng biển chết đó, lượng mưa xung quanh năm bằng không, tức là không có mưa. Mưa trên trời xuống là hình bóng chỉ về sự chúc phước của Chúa. Nước đổ từ các dòng suối vào là hình ảnh về sự tiếp trợ, sự giúp đỡ từ những anh em, những con cái Chúa, những người xung quanh. Cho ra qua dòng sông Giô-đanh đó là sự ban ra, sự gieo. Còn cái biển chết nó chỉ nhận thôi, nhận, còn cho ra không cho. Và chính vì điều đó nó cũng không nhận được phước từ trời luôn. Vậy thì nếu những người là tín đồ biển chết, họ có nhu cầu, họ cầu nguyện cũng không nhận lãnh được. Tại sao? Không phải là họ cầu nguyện cái điều đó không cần, nhưng mà họ đã không làm đúng nguyên tắc. Họ đã không làm đúng nguyên tắc. Kẻ gieo ít thì gặt ít, kẻ gieo nhiều thì gặt nhiều. Bởi vì ai gieo giống chi lại gặt giống nấy.
Nếu chúng ta bình thường chúng ta không gieo, thì đến khi chúng ta cần, chúng ta lấy gì để chúng ta gặt? Có nhiều khi chúng ta biện luận cái lý do chúng ta rằng tôi có gì đâu để mà tôi gieo, tôi có gì đâu để mà tôi dâng. Người đàn bà quá ở Sarepta, bà với con của bà đang đối diện trước cái nguy cơ đó là không còn đồ ăn. Bà đang đi lang thang lượm củi thì người của Đức Chúa Trời đến, cho ta một miếng nước. Bà quay lưng, bà đi lấy nước thì người này lại kêu đem cho ta cái bánh. Tôi nghĩ rằng cái cách của bà quay lại, bà nói với người của Đức Chúa Trời đó, nói trong cái sự bực dọc chứ không phải là nói trong cái sự nhẹ. Mà thề, tôi còn có chút bột, tôi còn có chút dầu thôi, tôi đi lượm hai cây củi nướng cho tôi một cái và con tôi, mỗi người một cái bánh nhỏ, ăn xong chúng tôi sẽ chết. Có nghĩa là tôi chẳng còn cái gì để mà ông xin cả. Nhưng người Đức Chúa Trời nói, đi đi, đi nướng bánh đi, nhưng đem cho ta ăn trước. Và Đức Chúa Trời hứa bột không hết, dầu không thiếu, cho đến khi Đức Chúa Trời cho mưa giáng xuống đất. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy như thế này, nhu cầu của bà và con trai của bà là bột và dầu, đó là nhu cầu cần thiết không? Cần thiết. Nhưng nếu bà nướng bánh xong, bà với con bà ngồi trong nhà chia nhau ăn bánh đó mà không đem cho người của Đức Chúa Trời, thì bà có nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời bột không thiếu và dầu không hết không? Vậy thì cái điều khiến cho bà nhận được lời hứa là gì? Làm đúng nguyên tắc, đó là ban ra và nhận lại. Còn nếu mà chúng ta giải thích theo cách của chúng ta, đó là cầu xin trái lẽ với điều ta dục, đó là cầu xin cái gì đó mà chúng ta khát khao, ta ước muốn theo cái dục vọng của chúng ta. Vậy thì ăn có phải là dục vọng không? Uống có phải là dục vọng không? Nó là dục vọng chứ là gì nữa? Chúng ta có ai không đồng ý cái cách tôi nói là ăn và uống nó cũng là dục vọng? Có ai phản đối không? Vậy thì khi chúng ta cầu nguyện cho những điều chúng ta cần, những điều chúng ta ước ao, Chúa nói cầu xin mọi điều mình muốn, cái chữ mọi điều mình muốn, cái chữ muốn nó có phải là dục vọng không? Mà chỗ này Chúa nói là cầu xin mọi điều mình muốn. Mọi điều là bao nhiêu điều? Và cái chữ muốn, anh chị em muốn gì? Cái người đang thiếu tiền thì muốn có tiền. Cái người đang có tiền muốn có thêm tiền. Phải không ạ? Cái người đang có nhiều tiền lại muốn có nhiều tiền hơn. Nếu họ không muốn có nhiều tiền hơn, họ đâu đi làm tiếp. Nếu họ không muốn có nhiều tiền hơn, họ đâu có đầu tư. Đúng không? Đó có phải là điều họ muốn không? Và Chúa nói là cầu xin mọi điều mình muốn. Vậy thì không có điều gì mà Chúa không muốn cho chúng ta cả. Nhưng cái vấn đề đó là đúng nguyên tắc không? Đó là cái vấn đề. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta có bao giờ chúng ta đọc suốt Tôi Ký đoạn 15, chúng ta để ý thế này nè. Chúng ta thấy dường như cái phần đầu với cái phần sau của cái phần Kinh Thánh chúng ta mới vừa đọc đó, dường như nó không liên quan gì với nhau cả. Phần đầu họ đi tìm cái gì? Họ tìm nước, đúng không? Phần sau Chúa nói thế này: ấy tại đó Ngài lập luật lệ cùng quy định cho dân sự. Cái chữ pháp độ đó là cái chữ quy định hay là quy tắc nha. Cho nên chúng ta hiểu cái chỗ này: Ngài lập luật lệ và quy định hay là quy tắc cho dân sự. Và Ngài nói rằng nếu các ngươi tuân thủ theo quy tắc này thì ta
không giáng một bệnh nào cho các ngươi, là những bệnh mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập. Ủa, một bên là tìm nước, là nhu cầu sự sống, mà bây giờ Chúa không nói gì vấn đề tìm nước, mà Chúa nói cái gì? Phải giữ quy tắc. Vậy tìm kiếm những nhu cầu đời sống không sai ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời, không sai. Chúng ta khao khát sự sức giàu có sai không? Không sai luôn. Chúng ta xem ông Phaolô, ông khuyến khích hội thánh của Chúa khao khát sự sức giàu như thế nào nha. Chúng ta mở ra trong Côrintô nhất đoạn 12. Côrintô nhất đoạn 12 câu 31. Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Chúng ta suy nghĩ gì về cái câu này? Hãy ước ao, ông khuyên hội thánh, ông khuyên những người tin Chúa Giêsu, ông khuyên những người bước đi với Chúa, hãy ước ao cái gì? Cho được cái sự ban cho như thế nào? Vừa đủ thôi, tham quá vậy. Ông khuyên vậy phải không? Anh em đừng có tham, anh em xin vừa đủ xài thôi. Phải không ạ? Phải Phaolô khuyên như vậy không? Không, Phaolô khuyên cái gì? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Có giới hạn nào trong việc cầu xin không? Các người cầu xin mọi điều mình muốn. À, vậy thì chúng ta khát khao sự sức giàu, được không? Ví dụ bây giờ tôi Chúa sử dụng tôi đi giảng, đi truyền giáo, và tôi chỉ mới có kinh nghiệm về ân tứ đặt tay để chữa lành đuổi quỷ thôi. Bây giờ tôi khát khao thêm những ân tứ khác nữa, có điều gì sai trật không? Tôi có dùng điều đó làm dục vọng cho tôi không? Tôi được phép ước ao điều lớn hơn hết. Bây giờ tôi làm mục sư Việt Nam, tôi khát khao tôi trở thành mục sư nổi tiếng thế giới, được không? Chúa có nói không được, người tham lắm, được. Chúa có nói vậy không? Nếu tôi vẫn tiếp tục là người phục vụ, tôi vẫn tiếp tục, tôi biết rằng tôi là tôi tới của Chúa, tôi vẫn là người đầu phục Chúa, thì tôi khát khao chắc chắn Chúa sẽ cho. Nhưng nếu tôi không làm gì cả, hoặc tôi chỉ làm cái gì đó cho người ta muốn, tôi chỉ làm gì đó, điều đó để cho người ta thấy cái điều tôi làm thôi, và người ta khen tôi thôi. Chú ơi, thêm nữa đi, cho người ta phải nể con mới được, thì nó khác. Còn nếu chúng ta khát khao để phục vụ Chúa, được phép khát khao điều ban cho lớn hơn hết. Vậy thì bây giờ chúng ta tóm lại ha. Trong ý muốn của Chúa, Ngài có giới hạn điều chúng ta cầu xin không? Ngài có giới hạn điều chúng ta ước ao không? Ngài có giới hạn điều chúng ta muốn nhận không? Không. Và tất cả mọi điều đó chúng ta ước ao, chúng ta muốn nhận, chúng ta cầu xin, có phải là trái lẽ không? Không. Cũng không phải là trái lẽ luôn. Bởi điều đó là điều Chúa muốn mà. Chúa muốn giàu không? Chúa muốn ta giàu có không? Nếu Ngài không muốn chúng ta giàu có thì Ngài không trở nên nghèo. Chúa muốn chúng ta được khỏe mạnh không? Nếu Ngài không muốn chúng ta được khỏe mạnh thì Ngài không chịu những lần đòn. Chúa muốn chúng ta được bình an không? Muốn. Chúa muốn chúng ta ra khỏi tất cả mọi sự rủa xả không? Muốn. Bởi vì Ngài đã gánh chịu hết tất cả mọi điều đó cho chúng ta. Vậy thì có ai cho chúng ta là cha là mẹ, chúng ta chịu hết tất cả mọi cái sự nhọc nhằn của chúng ta rồi, bây giờ chúng ta cũng muốn con chúng ta nó phải chịu mọi sự nhọc nhằn như mình? Có ai như vậy không? Không. Nhưng bây giờ cái câu hỏi đó là: nhưng tại sao mọi điều chúng ta muốn và mọi điều chúng ta tìm đó
đại đa số chúng ta không gặp được. Ví dụ ngay cả như cái vấn đề nhạy cảm nhất, đó là vấn đề trong tình cảm đi. Có nhiều người nhìn thấy người khác được hạnh phúc, còn mình, ôi tại sao mình cứ lận đận hoài. Có nhiều người chúng ta thấy người khác lập gia đình và họ được vợ của mình yêu thương, họ được chồng của mình yêu thương, chăm sóc. Còn mình, ôi tại sao mình lại không được điều đó. Rồi cái an ủi rằng số tôi nó vậy. Nhưng mà lời Chúa nói như thế nào? Thứ nhất, Chúa nói loài người ở một mình không tốt. Loài người ở một mình thì không tốt. Bây giờ tôi hỏi anh chị em thế này nè. Khi Chúa nói cái câu đó, trong lòng Adam có ước ao lấy vợ chưa? Có chưa? Thậm chí ông còn chưa biết người nữ là người như thế nào nữa mà. Lúc đó có mình ông thôi. Trong từ điển của ông lúc đó làm gì có từ điển người nữ? Đúng không ạ? Làm gì ông có thể ước ao là có một người nào đó để ông có thể kết hôn? Làm gì có một đối tượng nào để ông nhớ nhung? Nhưng mà khi ông còn chưa biết là ông cần cái điều gì nữa thì Chúa đã biết ông cần rồi. Vậy thì tại sao ngày hôm nay nhiều người cho chúng ta cứ nói là cứ tối ngày cứ than là tôi ế quá, tôi đang chán ai tán, tôi yêu luôn, yêu bất chấp. Tại sao như vậy? Rồi Kinh Thánh Chúa Phêrô nói thế này nè. Hôn nhân là để gì? Hai người cùng nhau hưởng phước sự sống. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta cứ, khi chúng ta bước vào trong hôn nhân, chúng ta lại bị cái tư tưởng của người đời nói thế này nè. Con là nợ, vợ là oan gia. Nhìn vợ ông hàng xóm thì thấy mê, nhìn về nhà nhìn vợ mình gì đó. Chúng ta cứ bị cái tư tưởng đó, và chúng ta để cho tư tưởng nó lớn lên. Nhưng mà Chúa nói hai người là để cùng làm gì? Hưởng phước sự sống. Nhưng tại sao chúng ta không hưởng được phước sự sống? Là bởi vì như thế này. Bởi vì chúng ta làm sai nguyên tắc. Sai chỗ nào? Nguyên tắc của Chúa: các ngươi muốn người ta làm điều gì cho mình thì làm điều đó cho họ. Các ông thường muốn là đi về nhà là thấy nhà cửa phải tươm tất, sạch sẽ, cơm nước, cơm ngon canh ngọt, vợ thì phải lúc nào cũng phải thơm tho. Ủa mấy ông đòi hỏi gì kỳ vậy? Bây giờ bả đi vào bếp bả làm bếp thì làm sao bả thơm? Bây giờ muốn thơm thì phải làm gì? Mấy ông lăn vô bếp đi để cho mấy bà được có thời gian chuẩn bị sửa soạn thì mấy bà mới thơm được chứ. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ muốn không à. Rồi đó là cái lý do mà chúng ta nhìn vợ ông hàng xóm thấy mắt thèm. Là bởi vì sao? Bởi vì ông hàng xóm, ông để cho vợ ông được hưởng những cái phước hạnh, ông chăm sóc. Còn chúng ta về nhà vợ chúng ta có chăm sóc không? Không. Cái gì cũng bắt làm hết trơn á. Nhưng mà lấy đi so sánh với cái bà được chăm sóc. Người đi ra chợ bán rau với người đi vô spa tắm trắng, mà bây giờ lấy đi so sánh với nhau, thì chắc chắn một điều, khi ta để cái tư tưởng này, chúng ta không thể nào hưởng được phước sự sống. Chúng ta không thể nào hưởng được phước sự sống. Bởi vì chúng ta cứ nhìn, chúng ta cứ đòi hỏi người ta làm cái gì đó cho mình thôi, mà chúng ta không chịu làm cái gì đó cho cái điều ngược lại, cho cái người, cái điều ngược lại cho cái đối phương của mình, thì cũng không thể nào được. Trong từng cái lĩnh vực mà chúng ta phải thấy rằng Chúa nói là Chúa lập luật lệ và nguyên tắc. Và cái nguyên tắc chuẩn đó là các ngươi muốn người ta làm gì cho mình thì làm gì? Làm điều đó cho họ. Và cái luật của Chúa cũng như vậy luôn. Hãy yêu kẻ lân cận mình như mình. Đó là nguyên tắc. Rồi, bây giờ chúng ta đi đến cái chỗ tìm kiếm. Tại sao dân Israel lại tìm gặp nước đắng? Khi họ đang cần nước mà họ lại tìm gặp nước đắng. Tại sao
những điều chúng ta tìm kiếm ngày hôm nay, hoặc là chúng ta không nhận được, hoặc là nó cũng có vị đắng ở trong đó. Tài chính kinh tế gia đình chúng ta có thể cũng ổn định đó, nhưng có vị đắng của chúng đó, có sự lo lắng ở trong đó, có cái áp lực ở trong đó, có sự mệt mỏi ở trong đó. Con cái của chúng ta đang có đó, nó cũng có sự vị đắng ở trong đó. Gia đình hôn nhân chúng ta đang có đó, nó cũng có vị đắng ở trong đó. Tại sao? Chúng ta quay trở lại trong suốt thư ký đoạn 15 để chúng ta xem dân Israel họ đi tìm nước. Kinh Thánh nói như thế nào ạ? Đoạn Môi-se đem dân Israel đi khỏi biển đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ, chọn 3 ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Kế đến đất Mara, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chỗ này gọi là Mara. Dân Israel họ cần nước. Nước là nhu cầu sự sống. Và họ đi tìm nước là điều không sai. Nhưng họ đi tìm nước ở đâu? Họ đang đi tìm nước ở đâu? Theo như mạch văn của Công Kinh Thánh này, họ đi tìm nước trong đồng vắng. Tức là cái chữ đồng vắng đây có nghĩa là sa mạc đó. Họ cần nước. Và họ đi tìm nước ở đâu? Trong sa mạc. Vậy thì họ đang làm đúng nguyên tắc không? Nguyên tắc muốn đi tìm nước thì tìm ở đâu? Đúng không ạ? Còn đây họ đang cần nước, họ đi tìm ở đâu? Trong sa mạc. Trong khi chúng ta biết nước ở đâu không? Nước ở đây nè, chúng ta mở ra Số Kinh Thánh ký đoạn 13. Số Kinh Thánh ký đoạn 13 câu 21 và câu 22. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Chúa dẫn dân sự của Chúa đi bằng gì? Ban ngày bằng cái gì? Trụ mây. Vậy thì có nhiều người sẽ nói rằng trụ mây này, nhưng mà có mây, có nhiều loại mây mà. Có mây trắng, có mây đen, có mây mang nước, có mây không mang nước, đúng không ạ? Nhưng theo điều Kinh Thánh diễn tả thì trụ mây này là dạng mây thấp, không phải là mây trắng trên cao, mà lại mây này là dạng mây thấp, tức mây này là mây mang hơi nước. Khi tôi đi miền cao, tôi đã từng kinh nghiệm chạy xe xuyên qua đám mây, thú vị lắm. Đang trời đang quang mây, phía trước tự nhiên cái giống như là sương mù vậy đó, chạy vào trong đó, cái tầm nhìn rất là hạn chế, có khoảng chừng 2 mét phía trước thôi, và người thì ướt đẫm hết nhưng không phải mưa. Và chạy khoảng vài trăm mét đến một cây số ra khỏi cái đó thì ở bên ngoài trời quang mây, nhìn ngược lại thì mới thấy rằng đó là cái đám mây, và trong đám mây có nước. Ngày hôm nay chúng ta, cái dạng mây thấp là dạng mây mang nước. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy khi mà có đám mây đen, đám mây thấp, chắc chắn chúng ta sẽ thấy rằng chắc chắn sẽ có mưa. Còn vào cái mùa nắng đó, ở miền Nam chúng ta vào mùa nắng đó, thì không bao giờ chúng ta nhìn thấy dạng mây thấp đó. Nhưng mà vào mùa mưa chúng ta sẽ thấy cái dạng mây thấp đó, và mây đó có nước. Và Kinh Thánh nói rằng cái trụ mây này ở đâu? Ở trên trại quân, bao phủ ở trên trại quân. Trụ mây này có rời khỏi dân sự không? Không. Và Chúa dùng cái Kinh Thánh đó là trụ mây không bao giờ rời khỏi dân sự. Ở trong trụ mây này có cái gì? Trong trụ mây này có cái gì? Có nước. Nước là cái điều mà dân sự đang đi tìm, đúng không? Nước này có rời khỏi họ không? Không. Nhưng tại sao 3 ngày họ tìm không gặp? Tại sao 3 ngày họ tìm không gặp? Kinh Thánh nói rõ ràng là trụ mây có rời khỏi họ không? Trụ mây không rời khỏi họ. Nhưng tại sao
cái sự cung cấp, cái sự chứa đựng, sự cung cấp những điều họ cần luôn luôn ở cùng họ. Nhưng mà tại sao họ phải đau khổ? Tại sao họ phải chịu đói, chịu khát? Tại sao họ phải chịu mệt mỏi? Tại sao họ phải chịu sự cay đắng mà họ không gặp được cái điều họ cần? Tại sao như vậy? Hay là Chúa chơi, Chúa giấu? Tôi dùng cái từ bình dân đó nè, chơi gì chơi giấu, phải không? Chúa giấu phải không? Không, Chúa không giấu. Nhưng mà vấn đề nằm chỗ này nè. Họ đi tìm ở trong sa mạc, con mắt họ không có nhướng lên. Con mắt họ nhìn xuống. Rồi con mắt họ phóng tầm mắt ra xa, chứ họ không có nhìn lên. Tức là họ nhìn vào trong hoàn cảnh hiện tại và họ nhìn vào trong hoàn cảnh tương lai, chứ họ không nhìn lên. Ngày hôm nay cũng như vậy đó. Ngày hôm nay chúng ta nhiều khi ta bước đi theo Chúa, tôi nói thật với anh chị em, nhiều khi chúng tôi cũng có những lúc chúng tôi cũng bị cám dỗ đi nhìn như vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì như thế này đây. Anh chị em có nhu cầu trong gia đình, chúng tôi cũng có nhu cầu. Anh chị em cần nuôi con cái, chúng tôi cũng cần nuôi con cái. Anh chị em có con cái tựu trường, chúng tôi cũng có con cái tựu trường. Anh chị em có cha mẹ già để lo, chúng tôi cũng có cha mẹ già để lo. Anh chị em có công việc, có lương, chúng tôi có công việc, không lương. Rồi bây giờ, nếu nhìn vào trong thực tế đó, lo không? Lo không? Rồi nhìn xa hơn nữa, bắt đầu nhìn ra ngoài thế giới. Thế giới bắt đầu thời sự là Mỹ đang chuẩn bị, chính phủ Mỹ phải đóng cửa nè, bởi vì thiếu tài chánh nè. Rồi người ta nói về vấn đề lạm phát, người ta nói về vấn đề những sự khó khăn sắp tới gì đủ thứ hết trơn. Lo không? Lo. Nhưng mà tại sao chúng tôi không lo? Có những lúc chúng tôi cũng lướt ngang những cái hoàn cảnh xung quanh, nhưng chúng tôi không dừng lại nó. Nếu nhìn vào trong thực tế, lấy gì để đi? Lấy gì để tiếp tục lo cho gia đình? Lấy gì để hầu việc Chúa? Thế ví dụ đây, qua tựu trường, tôi với một sư bổ kêu gọi khắp nơi để giúp đỡ cho các em học sinh nghèo có một bộ sách để học. Nhưng có ai hiểu rằng con tôi cũng cần bộ sách để học không? Nhưng mà chúng ta không, nếu chúng ta nhìn vào trong chỗ đó, chúng tôi sẽ lo. Nhưng mà không, chúng ta không nhìn vào chỗ đó. Mà trả lại chúng tôi kêu gọi không đủ, bỏ tiền túi ra để tiếp tục giúp. Không nhìn vào trong cái hoàn cảnh thực tế. Bởi vì nếu nhìn vào trong hoàn cảnh thực tế, chúng tôi sẽ gặp nước đắng. Nhưng mà trong hoàn cảnh thực tế, chúng tôi sẽ cay đắng. Bây giờ nếu tôi chỉ cho anh chị em nhìn trong hoàn cảnh thực tế thế này. Tôi hầu vị Chúa phải không ạ? Một sư bổ hầu vị Chúa phải không ạ? Khi anh chị em có nhu cầu, anh chị em đều gọi chúng tôi đúng không ạ? Đúng không? Nhưng khi chúng tôi có nhu cầu, chúng tôi có dám gọi cho anh chị em không? Nhiều khi anh chị em khó khăn, anh chị em có thể, một sư ơi cầu nguyện cho tôi, một sư ơi giúp đỡ cho tôi. Khi chúng tôi gặp nhu cầu, chúng tôi có gọi điện cho anh chị em được như vậy không? Không. Nếu chúng ta nhìn vào trong điều đó, chúng ta có thể cay đắng không? Sự cay đắng nó có thể chen vào không? Nước đắng nó có thể đến không? Có đó. Nhiều người trong chúng ta để cho nước đắng, chúng ta để cho chúng ta gặp được nước đắng, hay là chúng ta để cho nước đắng nó chen vào, nó chảy vào trong đời sống chúng ta, là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta tìm kiếm nhu cầu của chúng ta sai hướng. Thay vì tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va đã đấng dựng nên trời và đất. Thì bây giờ chúng ta nhìn ở đâu? Nhìn vào trong hoàn cảnh thực tế, nhìn vào trong tình hình kinh tế, tài chính thế giới, nhìn vào trong cái việc đó là ngày hôm nay nhiều công ty Việt Nam đóng cửa và công nhân bị sa thải hàng loạt rồi, sắp tới đói rồi. Chúng ta cứ nhìn vào trong điều đó, trong khi mọi nhu cầu chúng ta cần
không bao giờ rời khỏi chúng ta. Vẫn ở đó. Vẫn ở đó. Nhưng mà thật ra thì trong thực tế chúng ta thích tìm ở trong hoàn cảnh hơn là chúng ta nhìn lên. Và chúng ta thấy thế nào? Khi dân sự của Chúa tìm kiếm ở trong đồng vắng, họ tìm. Kế đến, nước đắng đến với họ. Chúng ta bước đi theo Chúa, nhưng chúng ta lại không tìm kiếm cái sự chu cấp chúng ta ở nơi Chúa, mà chúng ta tìm kiếm những cái điều cần thiết mà chúng ta của đời sống chúng ta, ở hoàn cảnh của chúng ta, ở trong thế gian này. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp sự cay đắng nó đến trên đời sống của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta tìm kiếm điều đó mà chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta đang giúp cho Chúa. Chúng ta sợ làm phiền Chúa. Và chúng ta thấy rằng sau khi Chúa đã chỉ cho Môi-se cái cây quăng vào trong đó thì đắng trở nên ngọt. Chúa nói rằng tại đó Ngài lập luật lệ và quy định cho dân sự. Và Ngài nói rằng nếu các ngươi vâng giữ theo luật lệ và quy định này thì không có bệnh tật gì cả. Như tôi nói đó, dường như là hai cái vế này nó hoàn toàn nó không liên quan gì với nhau. Nhưng thật ra nó liên quan. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì khi anh chị em mà để cho sự cay đắng nó đi vào trong đời sống của anh chị em, để cho cái rễ đắng nó đâm ra ở trong tấm lòng của anh chị em, thì chắc chắn bệnh tật nó sẽ đến. Chắc chắn sự tổn thương nó sẽ đến. Chắc chắn sự cay đắng đó nó sẽ phá hủy đời sống, phá hủy sức khỏe của anh chị em. Nhưng nếu anh chị em vâng giữ theo nguyên tắc của Chúa và luật lệ của Ngài, thì chắc chắn một điều rằng ở trong nguyên tắc và luật lệ đó, anh chị em sẽ kinh nghiệm được cái sự chu cấp của Chúa. Anh chị em sẽ kinh nghiệm được sự tốt lành của Chúa. Và mọi cái rễ đắng, một cái hậu quả của rễ đắng cũng sẽ bị loại trừ. Chúa nói như thế này: ai hầu việc ta, ta ban phước cho vật ăn uống và tiêu trừ bệnh hoạn giữa vòng người. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, Chúa Giê-xu nói thế này: đừng có vì sự sống mà lo đồ ăn, đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Và Ngài nói thế này: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy thì mọi điều ấy mà Ngài cho thêm đó là cái gì? Đó là đồ ăn cho sự sống và quần áo cho thân thể. Đó là những điều mà dân ngoại thường tìm. Nhưng mà Chúa nó kêu là đừng có tìm cái đó, mà tìm cái gì? Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, tức là phải hướng về Chúa. Hướng về Chúa, làm mọi việc vì ý muốn của Chúa, vì vương quốc của Chúa, thì mọi điều vì quần áo vì thân thể, sự sống, đồ ăn vì sự sống, Chúa sẽ ban cho. Mà cái chữ cho thêm đó, nó có nghĩa là đủ rồi mà còn thêm nữa. Cái câu châm ngôn của tôi khi tôi đi hầu việc Chúa đó, để tôi không có nhìn vào trong hoàn cảnh đó, đó là tôi lấy khúc đầu với khúc cuối của Thi Thiên 23, tôi làm cái câu châm ngôn của tôi. Khúc giữa tôi bỏ. Khúc đầu và khúc cuối là gì đây? Khúc đầu là Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Khúc cuối: phước lành và sự thương xót sẽ theo tôi. Có nghĩa là gì? Nếu Đức Giê-hô-va đã đấng chăn giữ tôi, có nghĩa là tôi đi theo Đức Giê-hô-va, phải không? Tại vì người chăn luôn đi trước con chiên mà. Tôi đi theo Đức Giê-hô-va thì cái điều gì xảy ra? Phước lành và sự thương xót nó sẽ theo tôi. Nhưng nếu bây giờ tôi chạy theo phước lành và sự thương xót, tôi sẽ không gặp nó. Bởi vì phước lành và sự thương xót nó chỉ đi theo kẻ nào đi theo Đức Giê-hô-va thôi. Đó là câu châm ngôn của tôi khi tôi đi hầu việc Chúa.
Ở đây có một số anh em cũng đã từng đi với tôi. Khi tôi đi học về Chúa, mọi chi phí anh chị em sẽ thấy rằng Chúa chu cấp lạ lùng lắm. Chúa chu cấp rất là lạ lùng. Hồi sáng này tôi từ ở Vĩnh Long tôi đi lên, thì tôi đi, Chú cũng chu cấp cho tôi chiếc xe để tôi đi luôn. Hôm qua tôi đang không biết là tôi phải đi lên bằng cách nào. Bởi vì nếu tôi đi xe máy, tôi thức dậy sớm quá đó, thì tôi đi xe máy thì nó sẽ rất là mệt. Nhiều khi thời tiết chiều hôm qua thì Chúa sắm sẵn vợ chồng Võ Thành Tuấn ghé nhà. Cái tôi hỏi chừng nào tụi con lên Sài Gòn, nó dạ sáng mai rồi cho cha đi với. Là thấy là sáng nay tôi có xe tôi đi. Và trên đường đi thì chúng tôi có nói chuyện với nhau. Thành Tuấn có nói với tôi thế này. Thật ra thì nếu mà tính về chi phí ở gia đình đó, chắc cha chi phí nhiều lắm. Và thế là tôi ngồi tôi tính. Chi phí trong nhà và chi phí cho tôi đi lại đi công việc Chúa khoảng 15 triệu một tháng. Nhưng mà lương bao nhiêu? Không có. Huê lợi cây trái, đi hoài lấy gì chăm sóc mà có. Nhưng mà nó nói, nhưng mà sao con thấy lạ là cha không có thiếu. À đúng rồi, con nhớ là đi công cái mùa dịch đó, ở nhà 7 người, gia đình của tôi, vợ chồng Thành Tuấn luôn, bị kẹt ở dưới luôn, 7 người. Hình như là bị kẹt lại 4-5 tháng gì đó. Chi phí cũng như vậy. Và thậm chí là ở đó là cái mùa đó là tiền điện lại tăng hơn nữa. Có tháng đóng 3 triệu tiền điện. Nhưng mà mấy đứa nói, ủa con thấy cái tài khoản của cha nó giống như là tài khoản thạch xanh á. Thế nó hết rồi nó có. Thế nó hết rồi nó có. Và khi ở trong nhà hết thức ăn, cái là kêu thức ăn tới, thì thế là cha có tiền cha trả, mà không thấy ai tiếp trợ cả. Con tiếp trợ, người ta tiếp trợ làm sao con thấy, Chúa tiếp trợ làm sao con thấy. Nhưng mà thật sự là như vậy, ta nói với anh chị em, cứ vừa hết là Chúa tiếp trợ, cứ vừa hết là Chúa nuôi, cứ vừa hết là Chúa nuôi. Anh chị em thử suy nghĩ, 4 tháng, 7 người, không làm cái gì cả. Nhưng Chúa nuôi. Nếu nhìn vào trong hoàn cảnh, nếu nhìn vào trong xã hội trong thời điểm đó, chắc chắn nước đắng nó sẽ đi vào. Nhưng giữ theo nguyên tắc của Chúa, và khi cái người giữ theo nguyên tắc của Chúa thì Chúa làm gì? Sau đó họ rời khỏi nước đắng, rời khỏi đất Mara, và họ đi đến đâu? Họ đi đến đất Elim. Tại nơi đó có cái gì? Có đầy đủ điều họ cần. Có đầy đủ điều họ cần. Cho nên không phải là Đức Chúa Trời không có khả năng để nuôi anh chị em. Bởi vì chúng ta thử suy nghĩ như thế này nè. Trên 3 triệu người ở trong đồng vắng 40 năm. Không gieo. Không có đào giếng. Không có chăn nuôi. Không có dệt vải, không có làm gì cả. Trên 3 triệu người trong 40 năm, chúng ta nghĩ sao? Nhưng mà tại sao ngày hôm nay nhiều khi chúng ta, tại sao sự lo lắng nó đến cho chúng ta? Là bởi vì chúng ta không chịu nhìn vào trong đấng cung cấp, mà chúng ta cứ nhìn vào trong hoàn cảnh. Chúng ta cứ nhìn vào trong hoàn cảnh rồi chúng ta cứ than vắng thở dài. Và khi ta than vắng thở dài, chúng ta nói như là tiêu cực. Thì Chúa lại nói, ta lấy sự hàng sống của ta mà thề. Ta đãi ngươi tùy theo lời ta nghe miệng ngươi nói. Chúng ta tự cột mình tiếp. Rồi chúng ta tự cột mình, chúng ta lại không nhận được cái điều mình cần. Thì chúng ta lại làm gì nữa? Chúng ta lại tiếp tục kêu riêu, than vãn, nói là tiêu cực. Sống chết do nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó ăn bông trái của nó. Kiểu này chắc đói quá, ăn bông trái của nó. Kiểu này chắc chết quá, ăn bông trái của nó. Kiểu này chắc tôi sống một mình suốt cuộc đời quá, ăn bông trái của nó. Con là nợ, ăn bông trái của nó. Vợ là oan gia, ăn bông trái của nó.
Nhưng nếu chúng ta nói bông trái của tử cung là phần thưởng, nếu chúng ta nói người vợ do nơi Đức Giê-hô-va ban đến là một nguồn phước, thì nó lại khác. Cho nên không phải là Đức Chúa Trời không có khả năng để cung cấp cho chúng ta. Không phải là Đức Chúa Trời không thể nuôi chúng ta. Không phải là Đức Chúa Trời không thể đáp lời cho chúng ta. Và không phải Đức Chúa Trời không thể khiến chúng ta trỗi hơn mọi dân trên đất. Chúa hứa Ngài sẽ khiến cho chúng ta trỗi hơn mọi dân trên đất. Nhưng lý do chúng ta không nhận được điều đó là bởi vì chúng ta tìm kiếm những điều đó không đúng hướng. Anh em muốn đi ra biển Vũng Tàu mà anh em cứ đi quốc lộ 22 hoài thì làm sao ra biển Vũng Tàu? Anh xem sẽ đi ra biển Vũng Sình chứ không còn là Vũng Tàu nữa. Phải không ạ? Nhưng nếu muốn đi ra biển Vũng Tàu thì phải quay hướng lại. Anh em muốn tìm kiếm sự chu cấp của Chúa thì hãy chạy đến với Chúa. Cái hướng mà lâu nay anh em tìm nó đang sai hướng, thì bây giờ quay trở lại để tìm kiếm đúng hướng. Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Và khi anh chị em quay lại đúng hướng, anh chị em đi đúng nguyên tắc của Chúa rồi, thì đất Ê-lim anh chị em sẽ bước vào. Đất Ê-lim anh chị em sẽ bước vào. Nước ở nơi đó, thức ăn tại nơi đó. Mọi nhu cầu của đời sống anh em, cho dù xung quanh vẫn là sa mạc, nhưng anh chị em không thiếu. Cho dù 3 năm rưỡi dân Israel phải bị đói, nhưng gia đình của người đàn bà quá ở Sarepta không bị đói. Họ no đủ ở giữa một cái xứ sở bị đói khi làm đúng theo nguyên tắc của Chúa, sẽ bước vào trong đất Ê-lim. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta, mỗi người chúng ta kiểm tra lại cái cách mà chúng ta tìm kiếm lâu nay. Tôi đang nói là tìm kiếm nhu cầu của mình đó. Cái cách mà anh em đang tìm kiếm những nhu cầu của mình lâu nay, chúng ta tìm kiếm có quay hướng về Chúa, có chạy đến với Chúa hay không. Còn cá nhân của tôi tin chắc phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Kể cho anh em nghe câu chuyện này trước khi kết thúc. Tháng vừa rồi tôi đi miền cao, và tôi có hứa với hai đứa con của tôi là khi nó nghỉ hè, tôi sẽ cho nó đi với tôi một chuyến để cùng trải nghiệm. Và khi đi với tôi thì tôi phải nhờ thêm người anh họ của nó nữa để đi cùng để mà chạy xe. Bốn người đi cũng chi phí, cũng tiết kiệm lắm, thì hình như 7-8 triệu hay 10 triệu vậy đó chi phí. Trên đường đi về, chỉ có một mình tôi, bốn người đi mà chỉ có một mình tôi biết, tại vì tôi giữ tiền mà, tôi chi mà, chỉ có một mình tôi biết là hết tiền. Chỉ có mình tôi biết hết tiền thôi. Nhưng mà lúc đó, đang trên đường về, cái có điện thoại tôi có tin nhắn, cho nên tôi mới cầm điện thoại tôi đưa cho con tôi phía sau, nó coi tin nhắn. Thì nó đang coi tin nhắn, thì lại thấy một cái tin nữa đó là tài khoản báo cộng thêm từ mục sư Vũ. Thì tôi hỏi con nhắn cho mục sư, con nhắn cho bác Bảy hỏi cái tiền này ai gửi, thì lại bác Bảy nhắn tin tiếp đó là một sinh viên ở trong trường Kinh Thánh gửi. Và Chúa biết nhu cầu, tôi không hề than với ai cả, tôi cũng không nói với ai là tôi thiếu, nhưng khi Chúa biết và Chúa gửi đến đủ, Chúa gửi đến đủ chi phí. Rồi sau đó thì tôi lại nhận được tiếp. Tôi nhận được tiếp, dư luôn. Nhưng mà thế này, khi tôi về thì tôi lại quên có một cái khoản mà tôi cần phải chi. Đó là tôi hứa với lại anh em con gái Chúa ở ngoài Phú Quốc là phải giúp cho họ ở đó một số sách. Nhưng mà tôi mới hỏi một sư phụ về cái chi phí sách thì nó không còn nữa. Thì tôi nói thôi, được rồi, để em lo. Thì khi tôi về thì cái sự tiếp trợ nó dư 3.9 triệu. Thì tôi hỏi cái người ngoài đó là số tiền sách là bao nhiêu? 3.9 triệu. Cái tôi gửi qua cho người đó, nhưng mà tôi cũng nói tình thật với người đó là thật sự là lần này kêu gọi không đủ và đây là tiền túi của thầy gửi. Thì người đó nói, thôi vậy để em phụ với thầy ít để thầy đổ xăng. Và thế là người đó nhận 3 triệu.
người ta chuyển lại cho tôi, người ta chỉ nhận 3 triệu thôi, còn bao nhiêu người đó phụ. Nhưng mà tôi cần 44 triệu. Tại vì tôi làm cái răng và tôi còn đang thiếu lại 44 triệu. Mà trong tuần đó tôi phải trả. Mà bây giờ tôi chỉ còn có 3 triệu chín. Tôi dâng luôn, tôi gửi luôn. Người ta gửi lại cho tôi tiền đổ xăng thôi. Còn 44 triệu. Tôi nói, chú ơi, con không thể nào con khất cái tiền này được với người ta. Chiều thứ bảy là tôi cần số tiền đó. Chiều thứ sáu, chú gửi đến. Đó là cái, tôi nói là châm ngôn của tôi đó. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi khi tôi cứ, tôi để Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ thôi. Còn nếu nhìn vào trong hoàn cảnh, ồ bây giờ lấy ở đâu ra mấy chục triệu trong vòng một tuần lễ? Lấy ở đâu ra? Nếu nhìn vào trong hoàn cảnh thì tìm được nước, ở khả năng tìm được nước ở trong đồng vắng bao nhiêu phần trăm? Vậy thì nếu nhìn vào trong hoàn cảnh không lương, không có nguồn cung cấp, nơi một cái gọi là cái nguồn thu nhập nào khác, thì khả năng để có được cái số tiền đó bao nhiêu phần trăm? À, nhưng Chúa hứa phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo. Cho nên anh chị em quay hướng lại, chạy theo Chúa, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đừng chạy theo, đừng nhìn theo nan đề mà để tìm cách giải quyết nó. Hãy tìm kiếm Chúa. Khi anh chị em tìm kiếm đúng hướng thì chắc chắn anh chị em sẽ gặp được nước. Chắc chắn anh chị em sẽ gặp được cái sự đáp ứng cho nhu cầu của đời sống anh chị em. Khi anh chị em tìm đúng hướng thì anh chị em sẽ không gặp những sự cay đắng, những bệnh tật hay là tất cả những cái gì mà người thế gian họ đang đối diện. Anh chị em sẽ không thể gặp khi anh chị em tìm đúng hướng. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.